Hôm nay các bạn hãy cùng mình đến thăm bản Tả Phìn để tắm lá thuốc người sao đỏ nha. Buổi chiều thứ ba ở Sapa thì mình chọn đi lên bản Tả Phìn để tắm lá thuốc người dao và sẽ đi hái dâu ở trên này nha. Từ trung tâm Sapa xuống dưới bản Tả Phìn khoảng 13 cây số. Trên đường đi ngắm cảnh hai bên đường rất là đẹp luôn đấy. Trên đường đi xuống dưới bản Tả Phìn thì mình sẽ ghé vào thăm khu tu viện cổ trước nhé. Đây ở phía bên trái đây là đường vào tu viện cổ đây. Phía trước đây chính là tu viện cổ đây. Sao mày mận này, mận sai ghê.
dưới xuôi. Không sao mà, các vị là người da đỏ chị mà đây nói chuyện với chị là... À vâng, nhà sợ mất thời gian của chị thôi. Bởi vì là nhà chị ở gần đây à? À xa thế nhở? Vâng. Tu viện cổ đây có đông khách tham quan không biết? Nhưng mà nhiều xe họ dừng ở kia làm gì đấy? Đấy là công ty. Họ khách nghỉ ở trên này. Đây là công ty đấy. Đây là công ty đây thì là họ làm ở trên này chưa xong. À tức là đang làm khách sạn ở trên này. Làm khách sạn cho khách ngủ đấy. Có đông khách du lịch lên đây không? À nhà chị cũng không phải ở đây à? Sau khi tham quan tu viện cổ xong thì mình sẽ đi tham quan tiếp hang động Tà Phìn nha. Phía bên phải đây chính là lối vào hang động Tà Phìn đây. Mình đã đến hang động Tà Phìn rồi nhé. Phía trước kia là hang động Tà Phìn. Ở đây thì người bản địa họ đứng sẵn ở cửa hang để soi đèn cho khách vào tham quan. Vào trong hang thì không có đèn nên mình không quay nhé. Sau khi vào thì mọi người có thể trả cho người soi đèn khoảng 10 đến 20 nghìn tùy tâm nhé.
Sau khi tham quan hang động xong thì mình sẽ đi lên tắm lá thuốc của người Dao ở ngay cạnh hang động Tà Phìn nhé. Hôm nay mình chọn tắm lá thuốc ở nhà bạn Lý Phù Tá ở ngay cạnh hang động. Nhà mặn này thì mình thấy là sạch sẽ và view đẹp đấy. À đây đây đúng không? Đây chính là bạn chủ nhà nha. Bạn ấy đang chỉ cho mình các phòng tắm lá thuốc đây. Ở đây sạch sẽ nhỉ. Ở đây thì một lần tắm là bao nhiêu? 80.000 một thùng. Tắm lá tươi luôn đấy. 80.000 một thùng là lá tươi. Là tươi luôn. Là đang đun đây. Tươi. Thế chị nhà đâu? Có mỗi mình anh làm thôi à? Chị đi uống rượu á. Phía trên đây chính là nồi đun lá thuốc nha. Nước thuốc thì được dẫn từ đường ống xuống dưới nhà tắm. Tắm ở đây là mình sẽ tắm là 80.000 một thùng. Tắm lá tươi đấy. Từ lúc anh mở ở đây thì đã có nhiều khách đến đây chưa? Có rồi. Cái đợt em đi vào 2015 thì ở trong này chưa có. Lúc vào 2015 thì đến này họ chưa làm đâu. Đổi nhà tắm của mình là làm năm 2017 mà. Mới bắt đầu làm 2017 đó. Đấy là có du khách vào trong này rất đông rồi. Anh vào đây thì anh làm ở đây thì có cái ông là làm đây là vay tiền làm hay là tiền ở nhà làm hết đây? Có thì cũng vay, một là mình phải vay ngân hàng ra làm. Nhưng giỏi đấy. Thế nên sẽ chảy ra nên không bị hở thùng ấy. Có nghĩa là gỗ pơmu này bình thường nắng là phải ngâm thùng. Vâng, nó không ngâm sẽ bị hở thùng nhưng sẽ chảy ra hết. Hở thùng có nghĩa là nó bị cong vênh thì nó sẽ hở. Đúng rồi, nước ra. Mình cắn keo xong rồi mình cho mình đánh kia. Xếp vào đấy thì nó sẽ chắc hơn. Vâng, em hiểu. Để em đăng lên kênh của em để cho mọi người biết vào đây. Cuối bản hang đá đúng không nhỉ? Đây là nhà anh đây đúng không? Nhà ở luôn đúng không? Ôi nhưng mà đẹp nhỉ. Tất cả bằng gỗ thì thoáng mát. Sau khi tắm xong thì mình sẽ đi về hái dâu nha. Trước lúc về thì mình thử ghé xuống xem một ngôi nhà của một người Dao đỏ ở đây nhé.
Giờ mình sẽ đi về vườn dâu nha. Vườn dâu này nằm trên đường từ Tả Phìn về thị trấn Sapa. Đi ở trên này thì gió to lắm luôn này. Giờ mình rẽ phải là vào khu vườn trồng dâu tây nha. Đây, trong khu này chính là khu trồng dâu đây. Giờ mình đi vào vườn hái dâu nha. Mình đi vào tháng 5 nên cũng gần hết mùa dâu rồi, nên là cuối mùa còn toàn quả bé thôi, nhưng mà ăn rất là ngọt luôn đấy. Ở đây thì dâu vặt xong rồi, mình mang ra cân, giá là 250.000 đồng một cân. Cứ còn quả nhỏ thôi. Chuyến tham quan Sapa ngày thứ 3, tắm lá thuốc người dao đỏ và hái dâu tây của mình xin phép kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp ông bà, cô chú, anh chị vào các video tiếp theo nhé. Xin chào mọi người.